Dạ vâng, em Nghệ ô tô cũ Hải Phòng xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng cho quý vị và các bạn tham khảo một mẫu xe Toyota Vios vừa mới cập bến cửa hàng bên em. Toyota Vios là một mẫu xe dễ đi, dễ dùng, dễ sử dụng, không hay hỏng vặt, mang biển kiểm soát Hà Nội 30A21529. Một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ. Trang bị túi khí ABS đầy đủ, gương kính chỉnh điện, cục xòe nguyên bản theo xe. Một mẫu xe Toyota bản E số sàn, động cơ 1.5. Trước này vừa mới cập bến cửa hàng bên em, sơn xi thì màu bạc xịn sò nguyên bản theo xe. Một mẫu xe thương hiệu của Nhật Bản, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lùi đồng cuối đá. Sơn xi thì sạch sẽ bóng bẩy theo sơn xi sạch sẽ bóng bẩy đẹp đẽ các bác nhá. Trang bị la răng đúc 4 bánh, trang bị túi khí ABS đầy đủ, gương kính chỉnh điện, cục xe. Máy gầm thì đại chất luôn, côn số thì ngọt, tay lắm mở cửa, ốp inox mạ chrome. Keo chỉ zin, máy số zin. Một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lùi đồng cuối đá. Đấy, thương hiệu Nhật Bản. Dòng Toyota thì máy móc của nó rất là lành các bác nhá, đồ đạc rất là dễ thay thế, không hay hỏng vặt luôn. Trang bị màn hình cam nồi, màn hình Android to phạc luôn các bác nhá. Ghế da màu kem. Đấy, rất là sạch sẽ bóng bẩy luôn. Bệ bậc lên xuống này. Đấy, ốp inox mạ chrome. Tất cả những hệ thống ốc các bản này chưa hề động đến ca lê mỏ lết các bác nhá. Cột kèo zin, máy số zin. Vâng, hiện tại chiếc Toyota Vios hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em. Đấy, hoặc đến trực tiếp bãi xe của em. Xe đẹp, máy ngon, gầm bệ chắc, trang bị màn hình to phạc luôn các bác nhá. Màn hình Android to phạc luôn. Đấy, táp đi cánh cửa này. Táp ly của cánh cửa của đằng trước bên phụ các bác nhá. Táp ly này. Đấy, táp ly vẫn còn gai sần rất là đẹp luôn. Đấy, táp ly rất là đẹp các bác nhá, vẫn còn gai sần. Đấy, cánh cửa các bác này. Cánh cửa của đằng trước bên phụ các bác nhá, tất cả hệ thống khung cánh cửa. Đấy, không hề có một chút mục mọt nào các bác nhá, keo chỉ zin luôn. Keo chỉ zin, máy số zin. Gầm bệ chắc, côn số ngọt, cột kèo, máy số zin. Giá tiền của chiếc Toyota Vios này bên em đang chào bán với giá là 335 triệu đồng. Bên em có hỗ trợ làm trả góp ngân hàng lên đến 50-60% giá trị của xe. Vậy thì các bác chỉ cần bỏ ra khoảng 150 triệu đến 160 triệu đã có thể sở hữu một mẫu xe Toyota. Toyota là một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng với đá các bác nhá. Sơn xi thì một con này thì màu bạc xịn sò nguyên bản theo xe, đinh tán dàn giật nguyên đai nguyên kiện luôn. Nội thất tươi rói này, nội thất tươi rói các bác nhá. Đấy, một mẫu xe Toyota nội thất tươi rói, trần nỉ nguyên bản theo xe. Bên trong là trần nỉ, bên ngoài nó được bọc một lớp ni lông các bác nhá. Bệ bậc lên xuống này các bác này. Ốp inox mạ chrome này, nhãn hiệu của Toyota Vios này. Táp ly cánh cửa vẫn còn gai sần rất là đẹp luôn. Đấy, con này vừa mới cập bến cửa hàng xong, hàng nóng hổi các bác nhá. Hàng nóng hổi, vừa ăn vừa thổi luôn. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Toyota, đấy, mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng với đá này, hãy cứ alo cho em. Tất cả những cái đinh tán này, đấy, khung cánh cửa này, keo chỉ của xe này zin luôn các bác nhá, keo chỉ zin luôn. Đấy, bệ bậc lên xuống này. Đấy, hệ thống cua lốp này. Đấy, la răng đúc này, phanh đĩa 4 bánh các bác nhá. La răng đúc 4 bánh, phanh đĩa 4 bánh này. Nội thất thì ok rồi. Đấy, các bác mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Biển kiểm soát Hà Nội rất là có giá trị luôn, chủ mã đầy đủ luôn các bác nhá. Đấy, chủ mã đầy đủ luôn. Bên em có bao hồ sơ, có bao hồ sơ cũng như hỗ trợ vận chuyển cho các bác. Đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Đấy, phí đường bộ thì đến tháng 7 năm 2022. Đấy, lốp xe các bác này, hệ thống lốp của xe các bác nhá, không hề mọt luôn. Lốp dép này, quả lốp đằng trước thì còn rất là đẹp các bác nhá, keo mũi rất là dày luôn. Hai quả đằng sau thì nó hơi cũng chỏng một chút các bác nhá. Đây, cột trợ sóc này. Đây, hệ thống cua lốp này. Đấy, xe thì có nào thì em còn bảo báo thế các bác nhá. Đấy, các bác mua bên xe bên em cũng rất là yên tâm luôn. Đấy, có nào thì em báo như vậy, xe con này thì xe gia đình xịn luôn. Không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Mà giá tiền 335 triệu đồng. Bên em có bao hồ sơ và có độc lá cho các bác. Đấy, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Toyota, mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá, hãy cứ nhấc máy alo cho em. Hệ thống cua lốp của xe này. Đấy, cua lốp cùng cảnh sóc này. Rất là đẹp các bác nhá, rất là đẹp luôn.
Đấy, xi nhan báo rẽ đây. Xi nhan báo rẽ trên gương, gương kính chỉnh điện và cụp xe. Tay lắm mở cửa, ốp inox mạ chrome quá này. Đấy, một mẫu xe Toyota phải nói rất là đẹp luôn. Hệ thống táp ly cánh cửa của đằng trước bên lái này. Đấy, các bác xem táp ly của nó vẫn còn gai sần, rất là ok luôn. Đấy, tất cả hệ thống khung cánh cửa đây. Hệ thống khung cánh cửa keo chỉ của xe các bác nhá. Đấy. Xe đẹp, zin đều tấp tắp luôn. Bệ bậc lên xuống, ốp inox mạ chrome. Ốc áp bản nề, chưa hề động đến kale mỏ nét. Xe mác theo nói sản xuất 2014. Đấy, tất cả những cái ốc gác này zin luôn các bác nhá. Đấy, khung cánh cửa này không hề mục mọt này. Bô lăng của nó này, bô lăng 3 chấu các bác nhá. Bô lăng 3 chấu này. Đấy, bác đã được độ lên cái này ở trên bô lăng này. Đấy, gương kính chỉnh điện và cột xe này. Sau đây em sẽ tiến sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem nhá. Vâng, đây là phần hệ thống bô lăng của xe. Đấy, trang bị túi khí an toàn các bác này. Đấy, cảm biến lùi, cảm biến va chạm đầy đủ luôn. Sau đây em sẽ để lổ máy lên các bác nhé. Đấy, túi khí ABS đầy đủ các bác này. Đấy, máy thì búng nhẹ cái lỗ ngay. Dòng Toyota thì máy móc của nó rất là ổn định luôn. Đấy, không hay hỏng vặt, sơn si thì màu bạc. Đấy, biển kiểm soát lại còn Hà Nội, màn hình cam nuôi Android đầy đủ luôn. Âm thanh thì rất là hay các bác nhá. Màn hình cam nồi Android. Đấy, SIM 4G, định vị toàn cầu luôn các bác nhá. Đấy, một mẫu xe Toyota. Vâng, cam nồi đầy đủ các bác này. Toyota là một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cối đá các bác nhá. Đấy, gương cụp xe này. Đấy, gương cụp xe các bác nhá. Đấy, hoạt động rất là trơn tru. Đấy, gương cụp xe chỉnh điện. À, rất là ok các bác nhá, hoạt động rất là trơn tru luôn. Hệ thống phần kính lên xuống này. Đó. Mẫu xe phải nói là ngon bổ rẻ luôn các bác nhá. Đấy, chắn nắng này. Mở ra thì có cả gương trang điểm các bác nhá. Hệ thống đèn đóm này, đèn trần này, ok luôn. Chắn nắng hai bên đầy đủ. Đấy, con này thì bản E các bác nhá, bản E số sàn. Đây, gương kính chỉnh điện các bác này. Đó, hoạt động rất là trơn tru các bác nhá. Đấy, điều hòa thì rất là mát luôn. Tất cả những cái nút điều hòa này, quả số này, phanh tay các bác này, hệ thống bệ tỳ tay này. Đấy, táp lô thì đã được trang bị thảm trải táp lô. Đấy, đây này, các bác xem này. Các bác này bác độ này, cái này thì để đây, đánh lái các bác này, đánh lái này. Đấy, rất là ngon bổ rẻ các bác nhá, ngon luôn. Đấy, một mẫu xe Toyota, bô lăng thì đấy, rất là đẹp, không hề có sự hao mòn mấy này. Đấy, quạt số phanh tay, đấy, cổng sạc điện thoại đầy đủ luôn. Đấy, cổng sạc điện thoại đầy đủ luôn các bác nhé. Hộp đựng đồ các bác này. Đó. Sau đây em sẽ tiến vào phần hệ thống tổng quan động cơ khoang máy cho quý vị các bạn tham khảo nhé. Đây là phần hệ thống tổng quan động cơ khoang máy của chiếc Toyota Vios có năm sản xuất 2014, mang phiên bản số sàn, mang khối động cơ 1.5. Đấy, một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cối đá, sơn si thì màu vàng, tất cả bên tán dần dần nguyên đai nguyên kiện luôn các bạn ạ. Dòng Toyota thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc của nó rất là dễ thay thế, không hay hỏng vặt. Đấy, tất cả những đinh tán này, răng của nó này chưa hề động được một chút bột bả nào các bác nhá. Máy đổ thì thầm, vâng, thì thầm mùa xuân, đổ rất là êm luôn. Đấy, đinh tán dần dần, zin nguyên bản luôn. Một mẫu xe Toyota, mẫu xe quốc dân, hiện đang có tại cửa hàng bên em với giá tiền 335 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota phải nói là đẹp xuất sắc luôn các bác nhá. Đấy, tất cả những hệ thống đinh tán này nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy, đinh tán là giật nguyên đai nguyên kiện các bác nhá. Sóc này. Đấy, tổng quan động cơ khoang máy các bác nhá. Máy con này vẫn còn zin luôn các bác nhá.
Đấy, góc mát này, chưa hề động đến ca lê một lết các bác nhá. Máy nổ rất là êm, nổ rất là tròn tiếng luôn. Đấy, nổ như gà mổ thóc các bác nhá. Đây các bác xem này, máy thì khô đó cho xem. Phụ chia vét, chống trơn, chống trượt và chống bó cứng các bác nhá. Đấy, tổng quan của động cơ khoang máy của chiếc Toyota Vios sản xuất 2014. Đấy, 2014 nó lên form mới quá nhá. Lên form mới này, rất là đẹp luôn. Đây là phần tổng quan của lắp capo. Đấy, tất cả keo chỉ của xe này. Đấy, nguyên đai nguyên kiện luôn, tất cả các lỗ này không hề có hiện tượng móp méo các bác nhá, tròn zin nguyên bản luôn. Đấy, tem mác của máy sản xuất. Tổng quan của động cơ lắp capo này, đây là phần hệ thống tổng quan động cơ khoang máy này. Sau đây em sẽ tiến vào phần gầm động cơ khoang máy cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần gầm động cơ khoang máy này. Cái gầm của nó này không hề có hiện tượng chỉ dầu các bác nhé. Đấy, gầm này không hề chỉ dầu luôn, rất là chắc chắn này, không hề chỉ dầu, không hề mục mọt luôn. Đấy, giá tiền thì chỉ có 335 triệu đồng. Đấy, hàng đang hot các bác nhá. Đấy, Toyota hiện đang hot luôn. Đấy, bác nào nhanh tay thì còn, chậm tay thì vào Sài Gòn mà mua một mẫu xe Toyota. Toyota là một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cối đá mang thương hiệu của Nhật Bản, mang phiên bản số sàn khối động cơ 1.5, với giá tiền 335 triệu đồng. Bên em có bao hồ sơ. Đấy, có bao hồ sơ và có lộc lá cho các bác, bao cả vận chuyển luôn cho các bác nhé. Đây là phần táp ly của cánh cửa của đằng sau bên lái các bác này. Các bác xem táp ly của xe vẫn còn gai sần, rất là đẹp luôn. Âm thanh thì rất là hay luôn các bác nhé. Đấy, táp ly cánh cửa này, các bác xem. Keo chỉ của xe. Đấy, keo chỉ zin nguyên bản luôn. Tất cả hệ thống khung cánh cửa này không hề mục mọt. Ốc gác bản nè, chưa hề động đến ca lê mở lết. Bao zin cả xe, bao test hãng các kiểu cho các bác nhé. Đấy, bao test hãng các kiểu cho các bác luôn. Một mẫu xe Toyota đẹp xuất sắc. Đinh tán dàn giật nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy, đinh tán dàn giật nguyên đai nguyên kiện. Nội thất tươi đồ rói các bác nhé. Đây là phần hệ thống quả lốp của đằng sau bên lái các bác này. Đấy, tất cả hệ thống cua lốp à, la răng đúc này, phanh đĩa buông bánh này, đấy, la răng đúc phanh đĩa buông bánh các bác nhá. Sau đây em sẽ tiến vào phần cốp sau xe này. Vâng, đây là phần hệ thống cốp sau xe các bác nhá. Bản sedan hai đầu thì cốp của nó khá là rộng rãi luôn. Đấy, tất cả tinh tán dằng dật máng nước này. Đấy, hai bên các bác này, các bác xem này, đều tăm tắp luôn nó nha, hai bên y hệt như nhau luôn. Tổng quan của lắp cốp này. Đấy, tổng quan của lắp cốp các bác nhá. Đấy, các lỗ của nó này tròn nguyên bản luôn, không hề móp méo, đây vẫn còn lớp lỉ này. Sau đây em sẽ tiến vào phần của lớp sô cua với sàn xe này. Đây các bác xem lớp sô cua này. Sàn xe thì đã được dán một lớp chống ồn các bác nhá. Đấy, lớp sô cua sàn xe này. Sau đây em sẽ đi vào lốt vào phần gầm của xe cho các bác xem nhé. Đây các bác xem gầm của xe các bác nhé. Đấy, máy gầm thì rất là chất luôn. Gầm bệ của nó không hề có một chút mục mọt nào luôn các bác nhé. Không hề có một chút mục mọt nào luôn. Sơn si thì màu bạc. Đó là một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2014, mang phiên bản số sàn khối động cơ 1.5. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 335 triệu đồng. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Toyota Vios này, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em, hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau ạ.